khuyến mãi cực sốc tại MSM trong tháng 4 này. iPhone 13 Pro Max chỉ còn hơn 20 triệu, trả trước hơn 5 triệu. iPhone 12 Pro Max chỉ hơn 15 triệu, trả trước hơn 4 triệu. iPhone 11 Pro Max chỉ hơn 10 triệu, trả trước hơn 3 triệu. Galaxy Note 20 Ultra chỉ 9.900.000, trả trước hơn 3 triệu. Galaxy S20 Ultra chỉ còn hơn 7 triệu, trả trước 2 triệu. Redmi K60 chỉ còn 8 triệu, trả trước 2 triệu. Redmi K50 Ultra chỉ hơn 8 triệu, trả trước hơn 3 triệu. Redmi Note 12 Pro chỉ còn hơn 5 triệu, trả trước 3 triệu. Xiaomi 13 chỉ còn hơn 13 triệu, trả trước 5 triệu. Redmi K60 Pro chỉ còn hơn 11 triệu, trả trước 4 triệu.